Cách tạo kiểu tóc nam tại nhà nhanh và đơn giản. Xin chào các men, để có một mái tóc đẹp không cần đến salon mà mình có thể thực hiện tại nhà. Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa, chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp ăn chưa? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế, em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc làm chết. Anh biết anh như cục ghen trong mắt, bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không? Tên anh được trên màn hình em có chút không? Nếu em muốn ghét anh nói trước, tụi nó ghét anh ngoài kia cũng phải lâu gần một năm. Và nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng nói anh daddy, gặp công chủ. Đừng có mong thủ ấy. If you see me calling, xin em không nhấc máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi lần này. Im lặng. If you see me calling, xin em không nhấc máy. Just when that any hit me thì cô ơi cũng chết lại. Tóc đi kiểu tóc đây mình tạo kiểu xong tại các bạn có thể thực hiện tại nhà. Đó, mình có thể tùy ý muốn nha. I'm thinking about you. I'm thinking about all the things you say you wanted us to do. I'm thinking about love. I'm thinking about you.